VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. 5 triệu mua đồ karaoke nào cho Út đây? Ôi giời, 5 triệu mà đòi đồ Út. Mà Út là Út như thế nào? Hát được nhạc MTV, lưu trữ hàng nghìn bài hát, phát video ra màn hình di động. Có ngay, đầu karaoke Arnold SK8830. Khoác lên mình lớp vỏ màu đen kim loại mạnh mẽ cuốn hút, SK8830 thu hút phái mạnh bởi thiết kế đầy ấn tượng. Sự ấn tượng đầu tiên có lẽ là mặt trước đầu nổi bật bởi bảng đèn LED với dòng chữ thương hiệu Arnold màu đỏ ở chính giữa. Vừa hiện đại, vừa sang trọng. Tiếp theo bố trí một loạt gồm 21 nút kênh chỉnh tròn nhỏ cách đều nhau, cùng hai cổng jack cắm, và cũng không thể thiếu đi logo Arnold màu trắng, nút power phía góc trái, cổng USB phía góc phải. Mặt sau bố trí đầy đủ cổng kết nối thông dụng. Phiêu trên từng nốt nhạc với các bản karaoke video minh họa theo nhạc, hệt MV ca sĩ. Lưu trữ sẵn hơn 10.000 bài hát bao gồm cả MTV karaoke và MIDI karaoke. Cập nhật bài hát mới liên tục, hỗ trợ ổ cứng lên đến 2TB, lưu trữ thêm hàng ngàn bản video karaoke MTV. Lướt và chạm, chọn bài hát hệt quán karaoke với chính chiếc smartphone của mình. Kết nối không dây với smartphone, iPad, chọn bài hát thông minh với app karaoke Connect. Sau lý do mà bạn nên chọn SK8830 cho phòng hát hay giải trí gia đình. 1. Nhà KTV và MIDI kết hợp, số lượng bài hát nhiều nhất. 2. Tự phát Wi-Fi cho 8 người dùng đồng thời. 3. SAM 2634 chuyên dụng, tái tạo âm thanh tuyệt hảo. 4. Video minh họa hình theo nhạc, ngõ ra HDMI cho TV LCD. 5. Thay trượt đĩa cứng HDD, gắn trông tiện lợi, cổng USB 2.0 tốc độ cao, hỗ trợ ổ cứng lên đến 2TB. 6. Đầu độc DVD không kén đĩa, tiện lợi cho giải trí gia đình. Như vậy là chúng ta có thể dễ dàng sở hữu một chiếc đầu karaoke với đầy đủ các tính năng hiện đại mà giá chưa đến 5 triệu đồng. Cụ thể là tại VIDA của chúng tôi chỉ có giá 4 triệu 500 nghìn đồng chưa bao gồm ổ cứng. Nhanh chân lên nào để sở hữu gói quà tặng hấp dẫn trong tháng 11 này. Và đừng quên nhấn subscribe để đón xem những video mới nhất của VIDA nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.